Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Nutreco vẫn nhịp nhàng với những bước tiến vững mạnh, tạo ra nhiều giá trị cho nền nông nghiệp và sự phát triển phồn vinh của đất nước. Sau hơn 10 năm có mặt trên thị trường, quy mô tổng thể của công ty trách nhiệm hữu hạn Nutreco hiện đạt công suất 350.000 tấn một năm, trong đó bao gồm nhà máy sản xuất thức ăn gia súc gia cầm, công suất 250.000 tấn một năm, sản xuất và cung ứng cho thị trường trọn bộ sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế cao ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Nhà máy thức ăn thủy sản công suất 100.000 tấn một năm được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 3 năm 2021. Đây là mô hình nhà máy thức ăn thủy sản đồng bộ và hiện đại bậc nhất hiện nay, công nghệ 100% nghiền siêu mịn với độ mịn lớn hơn 90% qua 80 mét. 100% các sản phẩm được phun bằng hệ thống phun phủ chân không, giúp lượng dầu thẩm thấu sâu vào bên trong lõi viên thức ăn, giảm thất thoát trong quá trình cho ăn. Hệ thống ép đùn sử dụng hệ thống trục đôi. Các công nghệ này giúp tối ưu chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Nhà máy sản xuất tất cả các loại sản phẩm thức ăn thủy hải sản, nuôi tại môi trường nước mặn, nước lợ, nước ngọt và nước lạnh, bao gồm cả cá biển, cá tầm, cá hồi, thức ăn cho tôm, ếch, v.v. với các thương hiệu đã trở nên quen thuộc với người chăn nuôi như Nutreco, Sunshine. Các chủng loại sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch, được kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra kỹ càng và được xử lý bằng công nghệ tách tạp chất tiên tiến, làm sạch và khử trùng trước khi lưu trữ tại kho. Nhà máy có hệ thống silo chứa nguyên liệu hiện đại, đảm bảo điều kiện lý tưởng về nhiệt độ, độ ẩm và áp suất. Hệ thống điều khiển thế hệ mới và hiện đại, vận hành hoàn toàn tự động. Quá trình sản xuất được lập trình sẵn và điều khiển bằng máy tính. Có camera giám sát 24/24 giờ. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tất cả các công đoạn nghiền, trộn, trộn dỉ mật, ép đùn, ép viên, đóng gói là những yếu tố tạo thành hệ thống hoàn chỉnh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, đạt chất lượng ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, nâng cao hiệu quả chuyển hóa thức ăn của con vật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tối đa hóa lợi nhuận cho người chăn nuôi. Nutreco tự hào là công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cho trọn bộ sản phẩm gia súc gia cầm và thủy sản. Hoạt động nghiên cứu và sản xuất được đặc biệt chú trọng đầu tư, tạo ra bộ sản phẩm ưu việt, được đông đảo bà con chăn nuôi tin dùng. Nutreco trân trọng và nâng niu từng sản phẩm thông qua công thức với các dưỡng chất đặc biệt được nghiên cứu phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi và nhu cầu không ngừng thay đổi của người tiêu dùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nutreco cung cấp một chuỗi các dịch vụ chăm sóc, nhà phân phối, đại lý, các hộ chăn nuôi tại hơn 40 tỉnh thành trên cả nước, bao gồm cung cấp thức ăn chăn nuôi, các chương trình dinh dưỡng phù hợp, dịch vụ tư vấn chăn nuôi. Trong mọi trường hợp cần thiết, đảm bảo các yêu cầu cụ thể của khách hàng đều được đáp ứng với các tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi hiểu rằng, việc hỗ trợ các nhà phân phối, đại lý và người chăn nuôi là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi nhằm xây dựng một mối quan hệ bền vững và phát triển. Việc đưa nhà máy thức ăn thủy sản vào hoạt động không chỉ khẳng định cam kết đối với khách hàng không ngừng mở rộng phát triển nhà máy, đồng thời chúng tôi khẳng định tham vọng phát triển Nutreco sản xuất đưa thêm dòng sản phẩm thức ăn thủy sản, tăng thêm tính cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù nhà máy chúng tôi mới đi vào hoạt động, ngoài phát triển thị trường trong nước, chúng tôi còn phát triển thị trường nước ngoài như thị trường Lào, Campuchia. Công ty chúng tôi luôn cam kết với sứ mệnh đảm bảo sự an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt từ cái nguyên liệu đầu vào cho đến cái sản phẩm đầu ra luôn được thực hiện, đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi luôn đáp ứng được cái tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi hy vọng rằng những cái nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong cái việc nghiên cứu và cải tiến thức ăn thủy sản sẽ đóng góp tích cực vào cái sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sức khỏe của con người. Nutreco đi đầu về chất lượng, đem lợi ích đến người chăn nuôi.
cá tầm Nucheco là một loại thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh được thiết kế đặc biệt cho cá tầm. Nó được làm từ nguyên liệu chất lượng cao và được bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cá tầm phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao. Cám cá tầm Nucheco có nhiều loại khác nhau để phù hợp với các giai đoạn phát triển khác nhau của cá tầm. Nó cũng có sẵn ở nhiều kích cỡ khác nhau để phù hợp với các kích cỡ khác nhau của cá tầm. Cám cá tầm Nucheco được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Nó được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng nó đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng của cá tầm. Cám cá tầm Nucheco cũng được sản xuất theo cách thân thiện với môi trường. Nó không chứa các chất độc hại có thể gây hại cho cá tầm hoặc môi trường. Cám cá tầm Nucheco là một lựa chọn tuyệt vời cho người nuôi cá tầm. Nó là một loại thức ăn chất lượng cao, có giá cả phải chăng và thân thiện với môi trường. Nó sẽ giúp cá tầm của bạn phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng cám cá tầm Nucheco. Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cá tầm phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao. Được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao, không chứa các chất độc hại, có giá cả phải chăng, thân thiện với môi trường. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cho cá tầm của mình, thì cám cá tầm Nucheco là một lựa chọn tuyệt vời. Nucheco là một thương hiệu cám cá tầm nổi tiếng với chất lượng cao và giá cả hợp lý. Sản phẩm của Nucheco được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên, có hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp cá tầm phát triển nhanh và khỏe mạnh. Nucheco cũng cung cấp nhiều loại cám cá tầm khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá. Cám cá tầm Nucheco được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên như bột cá, bột đậu nành, bột mì, bột ngô, dầu cá, vitamin và khoáng chất. Sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm protein, chất béo, carbon hydrate, vitamin và khoáng chất. Các chất dinh dưỡng này giúp cá tầm phát triển nhanh, khỏe mạnh, tăng trưởng đồng đều và có khả năng chống lại bệnh tật cao. Nucheco cung cấp nhiều loại cám cá tầm khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá. Sản phẩm bao gồm cám cá tầm bột, cám cá tầm viên và cám cá tầm dạng lỏng. Cám cá tầm bột được sử dụng cho cá tầm con, cám cá tầm viên được sử dụng cho cá tầm trưởng thành và cám cá tầm dạng lỏng được sử dụng cho cá tầm bệnh. Cám cá tầm Nucheco là một sản phẩm chất lượng cao, có giá cả hợp lý và được nhiều người nuôi cá tầm tin dùng. Sản phẩm giúp cá tầm phát triển nhanh, khỏe mạnh, tăng trưởng đồng đều và có khả năng chống lại bệnh tật cao. Cám cá tầm Nucheco là một loại thức ăn giàu dinh dưỡng được thiết kế đặc biệt cho cá tầm. Cám được làm từ các nguyên liệu chất lượng cao, bao gồm protein động vật, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Cám được sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Cám cá tầm Nucheco giúp cá tầm phát triển nhanh chóng, khỏe mạnh và đạt được kích thước và trọng lượng tối ưu. Cám cũng giúp cá tầm tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cám cá tầm Nucheco là một lựa chọn tuyệt vời cho những người nuôi cá tầm. Cám giúp người nuôi tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng cám cá tầm Nucheco. Cá tầm phát triển nhanh chóng, khỏe mạnh và đạt được kích thước và trọng lượng tối ưu. Cá tầm tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thức ăn giàu dinh dưỡng và chất lượng cao cho cá tầm của mình, thì cám cá tầm Nucheco là một lựa chọn tuyệt vời. Phòng và trị bệnh cá tầm. Cá tầm là một loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, cá tầm cũng rất dễ mắc bệnh. Dưới đây là một số cách phòng trị bệnh cá tầm. Chọn giống cá khỏe mạnh. Cá tầm giống khỏe mạnh là yếu tố quan trọng nhất để phòng bệnh. Khi chọn giống cá, cần chọn những con cá có màu sắc tươi sáng, mắt sáng, không có dấu hiệu bệnh tật. Chuẩn bị môi trường nước tốt, môi trường nước sạch, giàu oxy là điều kiện cần thiết để cá tầm phát triển và khỏe mạnh. Nên thay nước thường xuyên và kiểm tra các chỉ tiêu nước như pH, độ cứng, độ kiềm, độ ô nhiễm. Cho cá ăn thức ăn chất lượng, cá tầm cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh. Thức ăn cho cá tầm phải giàu đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Phòng bệnh cho cá tầm, có nhiều cách để phòng bệnh cho cá tầm, bao gồm tiêm phòng vaccine. Vaccine giúp cá tầm tăng cường sức đề kháng và chống lại bệnh tật. Sử dụng thuốc diệt khuẩn. Thuốc diệt khuẩn giúp tiêu diệt vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây bệnh cho cá tầm. Cách ly cá bệnh. Cá bệnh cần được cách ly khỏi cá khỏe mạnh để tránh lây bệnh. Điều trị bệnh cho cá tầm. Khi cá tầm bị bệnh, cần sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thú y. Việc phòng và trị bệnh cho cá tầm là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe và tăng trưởng của cá. Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng bệnh và điều trị kịp thời, người nuôi có thể hạn chế tối đa thiệt hại do bệnh tật gây ra. Cá tầm là một loài cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, cá tầm cũng rất dễ mắc bệnh.
Dưới đây là một số cách phòng và trị bệnh cá tầm hiệu quả. Chọn giống cá khỏe mạnh. Đây là bước quan trọng nhất trong phòng bệnh cho cá tầm. Cá tầm giống khỏe mạnh sẽ có sức đề kháng cao, ít bị bệnh. Khi chọn mua cá giống, bạn cần chú ý đến những yếu tố sau. Cá phải có màu sắc tươi sáng, không có vết thương hay dị tật. Cá phải bơi khỏe, không có dấu hiệu bệnh tật. Cá phải được nuôi trong môi trường sạch sẽ, không có mầm bệnh. Tạo môi trường sống tốt cho cá tầm. Môi trường sống tốt sẽ giúp cá tầm khỏe mạnh, ít bị bệnh. Một số yếu tố cần quan tâm khi tạo môi trường sống cho cá tầm bao gồm: chất lượng nước, nước phải sạch, không có chất ô nhiễm, có độ pH phù hợp với cá tầm. Thức ăn phải đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp với nhu cầu của cá tầm. Mật độ nuôi không quá cao, đảm bảo cho cá có đủ không gian để bơi lội và sinh trưởng. Vệ sinh ao nuôi thường xuyên sẽ giúp loại bỏ mầm bệnh, ngăn ngừa cá tầm bị bệnh. Khi vệ sinh ao nuôi, bạn cần chú ý đến những việc sau: thay nước định kỳ, loại bỏ các chất thải và thức ăn thừa, diệt các ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh, sử dụng thuốc phòng bệnh. Thuốc phòng bệnh có thể giúp ngăn ngừa cá tầm bị bệnh. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng thuốc phòng bệnh khi cần thiết. Sử dụng thuốc phòng bệnh quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cá tầm. Thăm khám cá tầm thường xuyên sẽ giúp bạn phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật và có biện pháp xử lý kịp thời. Khi thăm khám cá tầm, bạn cần chú ý đến những yếu tố sau: màu sắc của cá, khả năng bơi lội của cá, tình trạng của da, mang và mắt cá, sự xuất hiện của các ký sinh trùng và vi khuẩn. Nếu bạn phát hiện cá tầm có dấu hiệu bệnh tật, bạn cần cách ly cá và đưa đến cơ sở thú y để được điều trị. Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng và trị bệnh trên, bạn có thể giúp cá tầm của mình khỏe mạnh và phát triển tốt. Xin chào anh, tôi là Thanh Thủy, tôi đang làm ở văn phòng thức ăn thủy sản Nucheco tại Lào Cai. Tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát về nuôi cá tầm bằng cám cá tầm Nucheco. Anh có thể cho tôi biết một chút về kinh nghiệm của anh với loại cám này không? Đã nuôi cá tầm bằng cám cá tầm Nucheco trong hơn năm nay và tôi rất hài lòng với kết quả. Cá của tôi khỏe mạnh và tăng trưởng tốt. Và tôi tin rằng cám cá tầm Nucheco đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công của tôi. Điều gì anh thích nhất về cám cá tầm Nucheco? Tôi thích rằng cám cá tầm Nucheco là một thức ăn cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng. Nó chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cá tầm để khỏe mạnh và tăng trưởng tốt. Tôi cũng thích rằng cám cá tầm Nucheco rất dễ tiêu hóa. Điều này giúp cá của tôi hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Anh có gặp bất kỳ vấn đề nào với cám cá tầm Nucheco không? Tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào với cám cá tầm Nucheco. Cá của tôi luôn ăn ngon và khỏe mạnh. Anh có lời khuyên nào cho những người đang cân nhắc sử dụng cám cá tầm Nucheco không? Tôi chắc chắn khuyên bạn nên sử dụng cám cá tầm Nucheco. Nó là một thức ăn tuyệt vời cho cá tầm và nó sẽ giúp bạn có được những con cá khỏe mạnh và tăng trưởng tốt. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi. Checo, đi đầu về chất lượng, đem lợi ích đến người chăn nuôi. Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà sương con nắng.